học sinh thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài 7 tứ giác nội tiếp của bộ môn hình học lớp 9. Học bài mới, chúng ta sẽ làm bài tập khởi động. Câu 1: vẽ đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn đó. Câu 2: vẽ một đường tròn tâm Y rồi vẽ một tứ giác có 3 đỉnh nằm trên đường tròn, còn đỉnh thứ tư thì không. Các em hãy quan sát hình 1. Ta thấy tứ giác ABCD có 4 đỉnh. ABCD đều thuộc đường tròn tâm O. Ở hình 2, tứ giác MNBQ có đỉnh Q không thuộc đường tròn tâm Y. Hay nói cách khác, đỉnh Q nằm trong đường tròn tâm Y. Ở hình 3, tứ giác MNBQ có đỉnh Q không thuộc đường tròn tâm Y. Hay nói cách khác, đỉnh Q nằm ngoài đường tròn tâm Y. Thì ở hình 2 và hình 3, tứ giác MNBQ không là tứ giác nội tiếp. Còn ở hình 1, tứ giác ABCD được gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn tâm O. Vậy thế nào là một tứ giác nội tiếp? Và tứ giác nội tiếp này nó có tính chất gì? Chúng ta sẽ học bài mới. Bài 7: tứ giác nội tiếp. Nội dung bài học gồm 5 phần. Phần thứ nhất, khái niệm tứ giác nội tiếp. Phần thứ hai, định lý. Phần thứ ba, định lý đảo. Phần thứ tư, dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp. Phần thứ năm là phần bài tập tổng hợp. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần đầu tiên, đó là khái niệm tứ giác nội tiếp. Định nghĩa: một tứ giác có 4 đỉnh nằm trên một đường tròn gọi là một tứ giác nội tiếp đường tròn, gọi tắt là tứ giác nội tiếp. 4 điểm A, B, C, D thuộc đường tròn tâm O khi và chỉ khi tứ giác A, B, C, D là tứ giác nội tiếp. Vậy chúng ta đã biết thế nào là một tứ giác nội tiếp? Vậy tứ giác nội tiếp nó có tính chất gì? Chúng ta nghiên cứu tiếp phần 2 là định lý. Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối nhau bằng 180 độ. Chúng ta sẽ vẽ hình minh họa nội dung định lý. Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O có góc A và góc C là hai góc đối nhau, và góc B với góc D cũng là hai góc đối nhau. Vậy nhìn vào hình vẽ, chúng ta sẽ ghi giả thiết kết luận của định lý. Giả thiết tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O. Kết luận: góc A cộng góc C bằng 180 độ và góc B cộng góc D bằng 180 độ. Tiếp theo chúng ta sẽ đi chứng minh định lý. Chứng minh góc A cộng góc C bằng 180 độ. Xét đường tròn tâm O có góc DAB bằng số đo cung DCB chia 2. Vì đây là góc nội tiếp chắn cung DCB. Góc DCB bằng số đo cung DAB chia 2. Vì đây là góc nội tiếp chắn cung DAB. Suy ra góc DAB cộng góc DCB bằng số đo của cung DCB chia 2 cộng cho số đo của cung DAB chia 2. Mà chúng ta thấy cung DCB và cung DAB cùng căn dây BD của đường tròn tâm O. Vậy số đo hai cung này cộng lại sẽ bằng 360 độ. Và 360 độ chia 2 sẽ bằng 180 độ.
Vậy ta đã chứng minh được trong tứ giác ABCD nội tiếp, ta đã chứng minh được góc A cộng góc C bằng 180 độ. Vậy tương tự, để chứng minh góc B và cộng góc D bằng 180 độ, các em hãy tự làm nhé. Các em hãy áp dụng nội dung định lý làm bài tập sau. Biết ABCD là tứ giác nội tiếp, hãy điền vào ô trống trong bảng sau. Trường hợp 1, góc A bằng 80 độ, góc B bằng 70 độ. Trường hợp 2, góc B bằng alpha và alpha lớn hơn 0 độ, nhỏ hơn 180 độ. Góc C bằng 82 độ. Trường hợp thứ 3, góc C bằng 60 độ, góc D bằng 75 độ. Ở bài tập này, ta có tứ giác ABCD nội tiếp. Vậy khi đó ta sẽ có được góc A cộng góc C sẽ bằng 180 độ. Vậy muốn tìm số đo góc C khi biết góc A, thì ta chỉ việc lấy 180 độ trừ cho số đo góc A. Chúng ta sẽ vào trường hợp thứ nhất. Góc A bằng 80 độ thì số đo góc C sẽ bằng 180 độ trừ cho 80 độ sẽ bằng 100 độ. Góc B bằng 70 độ. Vậy khi đó số đo góc D sẽ là 110 độ. Trường hợp thứ hai, góc C bằng 82 độ thì khi đó chúng ta sẽ tính được số đo của góc A sẽ là 98 độ. Góc B là alpha thì lúc này số đo góc D ta sẽ tính được là 180 độ trừ cho alpha. Trường hợp thứ ba, góc C bằng 60 độ thì khi đó ta sẽ tính được số đo góc A là bằng 120 độ. Và góc D bằng 75 độ thì khi đó số đo góc B ta sẽ tính được là 180 độ trừ cho 75 độ sẽ là 105 độ. Trong một tứ giác nội tiếp thì tổng số đo hai góc đối thì bằng 180 độ. Vậy liệu rằng nếu có một tứ giác có tổng số đo hai góc đối bằng 180 độ thì tứ giác đó có là tứ giác nội tiếp hay không? Chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp phần 3 là định lý đảo. Nếu một tứ giác có tổng số đo hai góc đối bằng 180 độ thì tứ giác đó nội tiếp được đường tròn. Ta sẽ viết giả thiết của định lý đảo. Và giả thiết của định lý đảo chính là kết luận của định lý ở phần 2. Tứ giác ABCD có góc A cộng góc C bằng 180 độ hay góc B cộng góc D bằng 180 độ. Thì lúc này giả thiết của định lý 2 sẽ là kết luận của định lý đảo. Vậy ta sẽ suy ra được tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm ô. Các em hãy áp dụng nội dung định lý đảo làm bài tập 57 ở sách giáo khoa trang 89. Hình nào nội tiếp trong một đường tròn? Vì sao? Hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông, hình thang cân, hình thang vuông. Thì theo các em, trong các hình này, hình nào nội tiếp được trong một đường tròn? Hình chữ nhật thì nội tiếp được trong một đường tròn. Đúng. Hình bình hành nội tiếp trong một đường tròn là sai. Hình vuông nội tiếp được trong một đường tròn. Hình thang nội tiếp được trong một đường tròn là sai. Hình thang cân nội tiếp trong một đường tròn là đúng. Hình thang vuông
Nội tiếp trong một đường tròn là sai. Chúng ta sẽ sang phần giải thích. Hình thang cân. Hình thang cân ABCD nội tiếp được đường tròn tâm O. Mình sẽ giải thích. Tại vì ở trong hình thang cân ABCD, ta có góc A cộng góc D sẽ bằng 180 độ. Vì đây là hai góc trong cùng phía, mà góc D lại bằng góc C. Vì đây là hai góc kề đáy của một hình thang cân, nên ta sẽ suy ra được góc A cộng góc C sẽ bằng 180 độ. Vậy thì hình thang cân ABCD có tổng hai góc đối bằng 180 độ. Vậy hình thang cân nội tiếp được đường tròn. Ở hình chữ nhật và hình vuông thì ta thấy tổng hai góc đối của hình chữ nhật và hình vuông luôn bằng 180 độ. Vậy hình chữ nhật và hình vuông nội tiếp được đường tròn. Tiếp tục chúng ta sẽ làm chấm hỏi sau. Các tứ giác sau có nội tiếp đường tròn không? Hình 1. Tứ giác ABCD có góc A cộng góc C bằng 180 độ. Hình 2. Tứ giác ABCD có góc C bằng góc A1. Hình 3. Tứ giác DEFG có SE bằng SF bằng SG bằng SD. Hình 4. Tứ giác AMNB có góc AMB bằng góc ANB bằng alpha. Quan sát hình 1, ta thấy tứ giác ABCD có góc A cộng góc C bằng 180 độ, mà góc A và góc C là hai góc đối nhau, nên tứ giác ABCD ở hình 1 là tứ giác nội tiếp. Ở hình 2 thì góc A1 và góc A2 là hai góc kề bù. Vậy thì góc A1 cộng góc A2 sẽ có số đo là 180 độ, mà góc A1 lại bằng góc C. Vậy khi đó ta sẽ có góc A2 cộng góc C sẽ bằng 180 độ. Chỉ thì lúc này tứ giác ABCD cũng ở hình 2 cũng có tổng số đo hai góc đối bằng 180 độ, nên ta kết luận được tứ giác ở hình 2 là tứ giác nội tiếp. Ở hình 3, tứ giác DEFG có SE bằng SF bằng SG bằng SD. Vì ở tứ giác này ta thấy bốn đỉnh EFGD đều cách đều điểm S. Vậy tứ giác này cũng là tứ giác nội tiếp. Ở hình 4, tứ giác AMNB có góc AMB bằng góc ANB bằng alpha, mà ta thấy đỉnh M và đỉnh N kề nhau cùng nhìn cạnh AB dưới một góc bằng alpha. Vậy thì tứ giác ở hình 4 cũng là tứ giác nội tiếp. Và từ chấm hỏi này chúng ta sẽ rút ra các dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp. Chúng ta sẽ sang phần 4 nhỏ, dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp. Dấu hiệu 1. Tứ giác có 4 đỉnh cách đều 1 điểm là tứ giác nội tiếp. Các em quan sát tứ giác ABCD có OA bằng OB bằng OC bằng OD, thì tứ giác ABCD nội tiếp được đường tròn. Dấu hiệu thứ hai, tứ giác có tổng số đo hai góc đối nhau bằng 180 độ là tứ giác nội tiếp. Thì các em hãy quan sát tứ giác ABCD có góc A bằng 80 độ, góc C bằng 100 độ. Vậy suy ra góc A cộng góc C sẽ bằng 180 độ, mà góc A và góc C là hai góc đối nhau, nên ta kết luận tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp. Chúng ta quan sát tiếp tứ giác MNBQ có góc Q bằng 90 độ,
góc N bằng 90 độ. Vậy thì tổng hai góc đối của tứ giác MNBQ cũng bằng 180 độ. Thì tứ giác MNBQ là tứ giác nội tiếp. Dấu hiệu thứ ba, tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong tại đỉnh đối của đỉnh đó. Quan sát hình vẽ ta thấy góc XAD là góc ngoài tại đỉnh A của tứ giác ABCD, mà góc XAD bằng với góc C, thì ta sẽ kết luận tứ giác ABCD nội tiếp. Dấu hiệu thứ tư, tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc bằng nhau. Các em hãy quan sát tứ giác MNBQ có góc QMB bằng góc QNB, mà hai đỉnh MN kề nhau cùng nhìn cạnh QB dưới một góc bằng nhau, nên tứ giác MNBQ nội tiếp. Và ở hình thứ hai, tứ giác ABCD có góc DAC bằng góc DBC bằng 90 độ, mà hai đỉnh A và B kề nhau cùng nhìn cạnh BC dưới một góc bằng nhau, thì tứ giác ABCD nội tiếp. Chúng ta sẽ áp dụng các dấu hiệu để làm bài tập sau. Hãy tìm trên hình vẽ các tứ giác nội tiếp. Ý thứ nhất, các tứ giác nào nội tiếp vì có tổng số đo hai góc đối bằng 180 độ? Ý thứ hai, các tứ giác nào nội tiếp vì có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc bằng nhau? Bây giờ chúng ta sẽ trả lời ý thứ nhất. Các tứ giác nội tiếp vì có tổng số đo hai góc đối bằng 180 độ là tứ giác AFHE, BFHD, CEHD. Tiếp tục, chúng ta sẽ trả lời ý thứ hai. Tứ giác nội tiếp vì có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứ hai đỉnh còn lại dưới một góc bằng nhau là tứ giác BFEC, AFDC và tứ giác AEDB. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập phần tổng hợp. Bài 1. Cho tam giác ABC nhọn, vẽ các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. D thuộc BC, E thuộc AC, F thuộc AB. Chứng minh rằng tứ giác CDHE nội tiếp. Câu B. Tứ giác BCEF nội tiếp. Câu C. Tứ giác AEHF nội tiếp. Câu D. Tứ giác ABDE nội tiếp. Thì đây chính là hình vẽ của bài 1. Tam giác ABC nhọn và có AD, BE, CF là 3 đường cao cắt nhau tại H. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em làm câu A. Chứng minh tứ giác CDHE nội tiếp. Xét tứ giác CDHE có góc HDC bằng 90 độ vì AD là đường cao. Góc HEC bằng 90 độ vì BE là đường cao. Suy ra góc HDC cộng góc HEC bằng 180 độ. Suy ra tứ giác CDHE nội tiếp vì có tổng hai góc đối bằng 180 độ. Tiếp tục, cô sẽ hướng dẫn các em ở câu B. Chứng minh tứ giác BCEF nội tiếp. Xét tứ giác BCEF có
Góc BFC bằng 90 độ vì CF là đường cao. Góc BEC bằng 90 độ vì BE là đường cao. Suy ra tứ giác BCEF nội tiếp vì hai đỉnh EF cùng nhìn cạnh BC dưới một góc bằng nhau và bằng 90 độ. Cái này chúng ta dựa vào dấu hiệu thứ tư. Thì chúng ta đã làm được câu A, câu B. Còn câu C, câu D tương tự các em hãy tự làm. Bài 2. Bài 2 này có trong đề thi học kỳ 2 năm học 2016-2017. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB nhỏ hơn AC. Trên cạnh AC lấy điểm D, D khác A và C. Qua D kẻ DE vuông góc với BC, E thuộc BC. Câu A, chứng minh tứ giác ABED nội tiếp. Câu B, qua điểm A, kẻ AH vuông góc với BD, H thuộc BD và AK vuông góc với BC, K thuộc BC. Chứng minh góc ACB bằng góc BHK. Câu C, chứng minh BK nhân CD bằng HK nhân BD. Thì đối với bài 2 này thì ở câu A các em hãy vận dụng kiến thức chứng minh tứ giác nội tiếp vừa học để làm bài. Còn ở câu B, câu C chúng ta sẽ vận dụng kiến thức của lớp 7, lớp 8 và lớp 9 để làm bài nhé. Bài 2 này các em sẽ tự làm. Vì qua học bài học này các em cần học thuộc định nghĩa tứ giác nội tiếp, tính chất của tứ giác nội tiếp, dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp và làm bài tập 1. Câu C, câu D, bài 2, phần bài tập tổng hợp. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô hẹn gặp lại các em ở các bài học sau. Tạm biệt các em.